Mồng tơi, tụi mình đi chơi đi. Hay là mồng tơi và bắp qua nhà rau má chơi nha. Không không, mình không qua nhà rau má đâu. Ủa, tại sao bạn không qua nhà mình chơi? Bạn giận mình hả? Mình nghèo lắm, mình không xuống với hai bạn đâu. Sao sao, cái gì mà nghèo giàu ở đây? Nói cái gì mà chị Lan nghe từ ngoài xa mà không hiểu gì hết á? Người ta nói nghèo rớt mồng tơi là em nghèo tới mức tận cùng của sự nghèo túng luôn. Tụi mình không có, tụi mình rất yêu quý bạn mà. Em hiểu sai về câu nghèo rớt mồng tơi rồi. Cái đó là nói về một cái chiếc áo tơi lá dùng để cho bà con nông dân che nắng che mưa, chứ không phải như em nghĩ đâu. Em mệt và chóng mặt quá chị Ngọc Lan ơi. Bây giờ bình tĩnh nè, hít thở đều nè, rồi để chị với lại rau má đưa em vô trong nhà nghỉ ngơi nha. Hít thở rồi bây giờ bắp em chạy qua nhà đốc tôi khỏe để nhờ đốc tôi khỏe qua đây nha. Dạ em chạy ngay về luôn. Hít vô thở ra. Rồi bây giờ mồng tôi nghe lời chị nha. Rồi hít thở đi. Cảm ơn chị Ngọc Lan, em cũng đỡ căng thẳng và mệt rồi. Em là phải luôn lạc quan, phải cười nhiều vô để cho cải thiện với lại tăng cường trí não. Mồng tơi, con thấy trong người sao nè? Con mệt mỏi hay lo lắng, luôn căng thẳng và con hồi hộp, sợ đủ thứ đó, đốc tôi khỏe. Mồng tơi, con bị rối loạn lo âu nên có cảm giác lo lắng, sợ hãi đó. Đốc tôi khỏe có bài thuốc nào để cải thiện não bộ nè? À, giảm lo âu nè, thì bây giờ Dr. Khỏe chia sẻ cho Ngọc Lan cũng như là mọi người cùng biết nè. Ừ, có trái bắp đây nè. Nước sắc rô bắp giúp tinh thần thư giãn, xóa dịu mệt mỏi và giải tỏa căng thẳng đó nghe. Trong rô bắp có thành phần nào giúp cải thiện não bộ, giúp giảm lo âu, thì bây giờ em bắp chia sẻ cho mọi người biết đi. Tannin, saponin, flavonoid, alkaloid, chống oxy hóa, tăng cường tuần hoàn não, lưu thông máu, kích thích hỗ trợ thần kinh trung ương, giảm đau đầu, chóng mặt, cải thiện stress. Nào, bây giờ thì bắp hãy giúp Dr. Khỏe chuẩn bị rau bắp để làm nước sắc nào. Ừ, sẵn có rau má, con chuẩn bị cho Dr. Khỏe 50g luôn nha. Rau bắp và rau má đã chuẩn bị xong. Cho vào nồi 50g rau bắp, 50g rau má đã rửa sạch, nấu với 1 lít nước, với lửa dừa cho đến khi nước sôi, nấu khoảng 15 phút là xong. Uống nhiều lần trong ngày đến khi hết nha. Dùng liên tục trong khoảng 10 ngày. Mồng tơi, con mau dùng nước sắc còn ấm cho khỏe nha. Con cảm ơn Dr. Khỏe. Thơm dịu và ngọt thanh. Con uống vào ấm và khỏe hẳn ra. Lưu ý, người thận yếu, phụ nữ mang thai và cho con bú không nên uống nước rau bắp nha. Mồng tơi nè, em phải luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan lên. Và đặc biệt là phải ngủ đủ giấc thì mới cải thiện được não bộ của em. Còn nếu như mà không cải thiện được thì bắt buộc em phải đi thăm khám với bác sĩ rồi đó. Xin được cảm ơn Dr. Khỏe, em Bắp và Rau Má. Còn bây giờ thì Ngọc Lan, Dr. Khỏe cùng các bạn nhỏ xin phép được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chào và hẹn gặp lại.